nấu đi. Dạ. Là em nấu luôn đi. Dạ. Đi vậy là anh chết á. Chú ơi, cho con thiếu tiền nhà tháng này. Tụi con không biết gì đâu. Không phải cái chuyện đó. Vậy chuyện gì của anh muốn em nói thôi, anh nói luôn đi. Con muốn nấu là cái chuyện làm ăn của con hả chú? Là thua lỗ hết rồi. Ờ, có liên quan tới chú. Có liên quan chứ, liên quan lắm luôn hả chú. Bởi vì cái tiền mà chú cho con mượn để làm ăn á, là thua hết rồi. Nó nói vậy là nó muốn xù, nó muốn quỵt tiền của anh á. Không có phải. Mày nạt ai? Hả? Mày thiếu nợ người ta mà mày nạt ai? Mày liếc ai? Ý con nấu lẹ là cái tiền á, con chưa có con trẻ, cho nên là chừng nào có con sẽ trẻ, chứ con không có quỵt. Chừng nào mày mới có? Hả? Mày là đàn ông con trai mà, đúng không? Mày hẹn ta thời gian bao nhiêu mà phải tính cháu. Thôi được rồi, cái số tiền đó chú không cần đâu. Cứ từ từ mà trả chú đi. Quá đau thiệt hả chú? Chú, con nghĩ là con khi mà con nấu cái chuyện này là chú phải tức giận rồi, rồi chú thậm chí là chú cầm dao chú đâm con. Mà sao tự nhiên chú nhân từ, chú hiền hậu quá vậy? Ổng đó, ổng nhân từ ha, ổng dễ dãi. Ủa, mày muốn làm sao? Tự nhiên nghĩ ra cái cách là ổng phải lấy dao ổng đâm mày, mày mới vừa lòng hả? Nó muốn vậy kìa, vô lấy con dao đi, cho chú đâm loài phèo nó đi cho rồi. Mày liếc ai? Mày thiếu nợ ta mà mày liếc ai? Lùng bùng cái lỗ tai quá. Tao vậy đó. Mày nạt ai? Mày nạt ai, mày liếc ai? Ý người ta nấu là chừng nào có tiền người ta trẻ chứ. Chừng nào mày mới có tiền mày trả. Đàn ông con trai, sống cho nó đàng hoàng đi, sống quân tử đi, hiên ngang đi. Hèn hạ quá, xấu xa quá. Mày liếc ai? Hả? Được rồi. Từ nãy tới giờ là con nhịn chú nhiều lắm rồi. Em vậy mày làm gì tao? Hải này là con nè, con sẽ làm trâu, làm ngựa, làm bò cho chú Kiệt, để trẻ nợ cho chú Kiệt. Ê, tao không cần nha, tao không cần, không cần. Vậy đi anh, không cần gì. Vậy được chưa? Vậy đi. Con lên chú Kiệt á. Bị quên cái gì? À, con quên gõ cửa. Thôi khỏi đi mẹ ơi. Vô rồi, quên gõ cửa, gõ cửa. Vô làm gì vậy? Cô vô làm vệ sinh quét nhà cho cô chú nè. Trời ơi, sao không quét hồi sáng mà giờ đợi tới lúc người ta gần đi ngủ rồi rồi quét làm sao? Thì đúng cái giờ của nó chứ giờ nào làm việc đó chứ cô. Thôi mày đi ra đi. Giờ này quét cái gì nữa? Con quét chút xíu, con chú làm cái gì làm đi, con cứ làm. Làm gì mà làm có mặt này làm gì? Cái quần này là cô đẹp bè con gái mà mặc cái quần gì mà nam tính mà bự dữ dằn vậy trời. Dạ quần của con đó ông. Thôi chú cho con cái quần này luôn đi. Thôi mày lấy luôn đó. Đừng đẹp đi rồi. Thôi khỏi quét đi con. Thôi quét đi. Lấy xong rồi đi ra khỏi phòng. Đi đấy đi rồi. Đi về cất quần đi con. Đi. Kéo rồi nha. Nhanh đi. Ôi sơ suất không khóa cửa. Khóa lại luôn. Mình á. Mày khỏi xong giờ. Lần sau là mình phải cẩn thận những cái đó. Anh quên. Ai ngờ cái thằng này nó khùng quá mình nữa. Sứa mất công đề ba lại từ đầu mệt ghê. Nó sao mình nghe. Con muốn xin, con muốn xin, con muốn đa tình. Đưa với con. Con lấy ăn chỗ kia á. Mở cửa là nấu cái chuyện quan trọng nè. Chỗ kia á. Con kêu con bướm xin mà lòi ra nguyên một bà dây cụ vậy trời ơi. Chỗ kia á, mở cửa đi. Làm lẹ giờ ngủ với rồi. Đó đó, thì mày vô đi. Quên anh đi. Gì vậy? Quét nhè xong là phải lau nhè. Chứ không mà đỡ nó dơ, ngày mai nó dơ bém bộ rìu. Dơ nhẹ. Trời lâu nhẹ sạch sẽ rồi ngủ mới thoải mái được cô hiểu không? Con cứ làm ở dưới này, con chú làm cái gì cô chỉ làm, con cứ làm tiền của chú đâu nè. Con này không kính tiếng lắm. Cô chú làm cái gì, cái giường mà phát ra tiếng động là con không bao giờ con nghe. Mặc dù con ở bên cạnh con không bao giờ con nghe. Thiệt hả? Con mày làm xong chưa? Nó nghe nè con. Bây giờ con cũng có vợ rồi đúng không? Yeah. Con người lớn, con hiểu vấn đề mà đúng không? Cái giờ này á, là cái giờ mà người ta làm những cái thứ khác, không phải là lau nhà. Cái này á, là nó thuộc cái phạm trù về sinh học rồi, con hiểu không? Những cái gì khác hơn á. Con hiểu cái chuyện quan trọng kia. Đúng rồi. Con hiểu chưa? Con hiểu đâu. Cô nấu là con hiểu liền đi, có gì đâu. Hiểu rồi ha. Hiểu thôi liền. Về ngủ ha. Thôi ngủ ngon nha con. Ngủ ngon nha. Good night. Ôi trời. Thì cái tuổi này mà cứ nhấp nhà nhấp nhỏm vậy thiệt tuột hết cảm xúc rồi. Chuyện gì nữa? Nhưng mà nói phải khen nha. Có chồng vui thiệt á. Chị thơm mới mốt lấy sớm sớm đi.
Chú Kiệt ơi, cô liền chú Kiệt ơi, mở cửa liền nè. Mở cửa rồi tao vô liền, mày kiện quen trọng rồi chứ. Liền, cô liền chú Kiệt ơi. Thì liền con giờ con ngủ với vợ con nè, cô liền chú Kiệt ơi. Mình cứ cho nó vô mình. Mở cửa liền đó là tao đợi ở ngoài vậy trời. Mày la đi, mày la cho đã, thế khi nào mà mày đuối mày xỉu luôn đi. Lèm cái gì lèm cũng phải tôn trọng ô sinh chứ ta. Trời ơi là trời, đó vô đi. Tao khổ quá. Nấu, con nấu con là con hiểu liền, con xuống dưới chừng ngồi chút xíu đi. Mày làm gì vậy? Sao tự nhiên mày đuổi vợ tao xuống đất? Nhờ con hiểu liền. Cháu cứ ở đó đi, con lèm cái chuyện quan trọng cho cô chú ngày mai đi. Ủa là sao? Ngày mai là cái gì? Ngày mai cô chú đi ăn đám cưới, hồi nãy con nghe lén biết hết rồi. Rồi đám cưới rồi làm sao? Ủi đồ. Trời đất ơi. Ủi đồ gì vậy? Ủi đồ ngày mai đi ăn đám cưới. Ê ông nội, ngày mai đám cưới mấy giờ? Ngày mai đám cưới 6 giờ. Dặn ngày đúng. Mai 6 giờ đám cưới mà hôm nay mới 10 giờ đêm thì ngày mai ủi. Ngày mai cái gì chuyện lèm, hôm nay lèm là phải lèm cho xong chứ đâu phải dướng đâu. Rồi bây giờ con lèm con ủi đồ rồi cô chú rồi muốn lèm cái gì lèm đi, con muốn làm phiền đâu. Giờ có cái giường con lấy rồi giờ cô chú làm đâu? Thì lèm ở dưới thì tự nhiên lèm cái gì trên giường. Ở chỗ là tao ủi đồ chứ. Trời đất ơi, mày ủi tới chừng nào xong đây? Ủi chiếu rồi xong mà nguyên cái tủ đồ kia chứ nhiêu. Trời ơi, chị mày ủi tới sáng rồi vợ chồng tao ngủ đất à? Ủi nhiều đồ để có sự lựa chọn, chú hiểu không? Ôi xin tận tâm nó là phải như vậy. Chủ nhà cái gì mà cứ cãi ôi xin nhem nhẽm à. Anh đi mơ vờ ngóng nghe về những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh xin nguyện ước trên con đường dài. Em có nghe mùa thu mưa giăng lẽ đường. Em có nghe nay vàng hát khúc yêu thương. Trời ơi, nhìn con á, cô thấy cái dáng vẻ của con á, nó rất là phù hợp với cái mà con đang làm á. Một cái nét gì đó rất là công dung ngôn hạnh luôn á. Cô có vừa lòng không? Cô rất là vừa lòng. Quà trời, cô vừa lòng là con thấy vui đâu. Cảm ơn cô. Đây là những món ăn mà con để chuẩn bị. Cô để em với con. Con để em được hết, con không bị đụng tay đụng chân gì nữa. Đây, một cái đũa, hai đôi đũa, ba dè, bốn đôi đũa. Dè. Con mời con thưởng thức. Nhìn con cứ giống như thần đèn vậy đó. Con nhìn đi, con là thần đèn chứ gì nữa. Nhưng nhìn những cái món ăn này không phải con là thần đèn chứ còn cái gì nữa. Cô biết không, ở đâu khó là ở đó có thần Hải này. Con giống như thần đèn vậy đó. Bây giờ con có thể nào á, con làm thôi, con đừng nói được không? Con nói một hồi á là không ai dám ăn cái cơm này luôn á. Con phải nấu rồi con mới có hứng con lèm chứ. Thiệt mẹ, con máu lần con nói là con có kiểm hứng con làm việc. Đây con thấy em những cái món ăn này thiệt là ngon, thật là ngon. Còn mà con thưởng thức. Thôi bây giờ anh dậy. Dạ. Dọn ngược lại đi. Mà treo vậy cô? Không ăn nữa. Tại treo. Mặc dù nhìn hấp dẫn thiệt đó, nhưng mà cô có cái cảm giác rằng á là cái vệ sinh nó không ổn à. Tại treo vệ sinh không ổn. Con làm ở trong bếp vậy cô? Từ nãy tới giờ con có đi vệ sinh đeo đâu. Con phun dữ quá. Phun trời ơi, giống như con mới mọc răng vậy. Em bé phun mưa quá à. Thiệt á, bé phun đều hết trơn á trời. Phun đều hết. Nhưng mẹ con có thưởng thức đi, con thưởng thức đi. Thôi con không thưởng thức nữa. Thôi con nhìn cho có biết tài nghệ của bé rồi. Hôm nay gia đình con ăn trái cây trừ cơm. Vậy là những cái món ăn này con không ăn nữa hay treo. Vậy con cảm ơn cô. Vậy là câu này hai vợ chồng con có được một bữa thịnh soạn đâu. Chú. Trời ơi. Chú mau vậy chú. Ừ. Chú. Đi về tới nhà cảm thấy nó khỏe sao á. Khỏe không chú? Chú là đầu bác sĩ nấu chú rồi chiều. À, bác sĩ nói chú bị thiếu máu thôi. Chỉ cần ăn uống đầy đủ là sức khỏe bình phục. Chú, chú à, không có chú
chú ra ngoài kia chú lấy máu con chú truyền qua cho chú rồi chú. Ơi mày, trời đất ơi, tao bệnh ít chuyện máu mày vô tao thành bệnh nhiều hả? Không có đâu, con khỏe lắm chú, con khỏe mạnh lắm. Không được, không được. Anh này, anh sao vậy? Anh nghĩ sao bây giờ tự nhiên anh đi cho máu nữa? Bỏ ra. Anh không có được cho máu. Anh cho máu á, lỡ như anh mệt rồi không ai chăm sóc em rồi sao? Chưa kể xui xui anh chết luôn á. Đó là cái duyên ghê. Thôi được rồi, đừng có động dung dung ngơi của tôi nữa. Mày im lặng. Thôi, cái hoàn cảnh như thế này thì chú phải nói sự thật thôi. Sự thật gì chú? À, chú đừng có nói gì hết á. Mày im, mày bay đi qua đây ngồi. Nhanh lẹ. Nghe là chú đi. Trời ơi, cái thằng này, mày sao mày lớn tiếng quá vậy? Chuyện làm gì? Quay lại. Cái gì đây? Trời đất ơi, một đống tiền. Dạ. Rồi. Mày chết. Trời đất ơi, mày dám ăn trộm giật tiền người ta. Đây là tiền phi pháp mà đem vô đây mày giục ở đây để mà mày đổ tội cho chú gì đúng không? Mày ác độc quá mà. Mày cầm tiền đi đi nhá. Tao kêu công an kìa. Chú nhỏ tiền giùm con, chú giúp con. Đúng, cái đồng tiền này là đồng tiền phi pháp. Thấy chưa? Đây là quỷ đen. Thấy chưa? Quỷ đen của con. Con giấu chồng con lén dành dụm được tiền riêng của con đó. Chú đừng có nói. Cái này là 20 triệu. Rồi sao? Con muốn nhờ chú á. Chú lấy danh nghĩa của chú đưa cho anh Hải chồng con. Chưa hiểu. Tại vì á, nếu mà bây giờ con trực tiếp đưa tiền này cho ảnh để làm ăn, ảnh sẽ ỷ lại vào tiền của con. Ảnh nghĩ coi như tiền vợ rồi. Rồi ảnh muốn làm gì ảnh làm, ảnh không có trân trọng. Rồi ảnh phá banh đồng tiền dành dụm của con rồi sao? Đó, chuyện là vậy đó. Còn mày hiểu chưa? Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Ê, cái thằng này sao mày lên tông. Chú im lặng đi. Trời đất ơi. Để con lo chuyện gia đình của con. Trời đất ơi. Tại sao? Tại sao giấu tôi? Tại sao? Tại sao? Ơi. Ê. Cứu con. Thì ra là em thương anh như vậy. Anh cảm giác như tình thương của em như là một bà mẹ dành cho con vậy. Lòng mẹ béo lê như biển tai bình dẹt dèo. Trời đất ơi, làm hết hồn mà. Tôi tưởng lấy cái bình qua đập đầu vợ nó chứ. Em cũng hết hồn luôn. Em tưởng anh quánh em. Em gieo anh quánh em được. Dễ thương gì đâu. Cảm giác như là lòng vợ béo lê như biển tai bình dẹt dèo. Bên ta cả khi ta khó khăn nhất vợ luôn luôn tin ta chăm sóc ta bao điều lục lời tin nhắn móc túi từng xu nè vậy vì nào thì cha xét như bạn thứ mà không của anh đâu này là không phải cái gì con nhỏ 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 con không nhỏ mày hả cứ coi mày làm gì vừa nhỏ mà chứ để về tình trạng không có tốt đâu con của tôi cứ như là người nhà của con đi. Vợ của anh sao kỳ ta, có cái gì đó sai sai không? Hồi nãy cái thân hình thì nó giống